Xin chào các bạn. Còn trong video này chúng ta sẽ học một bài đọc của cuốn TT Tôi Lên Ngữ Đọc Hiểu cấp độ lớp 1. Hôm nay mình sẽ đọc bài đọc ở trang 20. Trước khi mà chúng ta vào đọc dịch ý, thì các bạn có thể tạm dừng video lại, mình tự đọc, tự làm cái bài học này một lượt nhé. Thế còn bây giờ mình sẽ đọc từng câu và dịch bài và sau đó sẽ đáp án nhé.新聞やテレビのように一定の時間にならないと情報が得られないメディアと異なり、インターネットの情報は一般人が現場からリアルタイムで発信できるため、無編集のまま視聴者に届けられる場合も多い。ở đây chúng ta thấy có cái từ TV này, xin mời gặp TV no Yoni, giống như tốt, tức là nếu như không phải là một khoảng thời gian nhất định thì cho không thể nhận được thông tin media tốt của tonari, thì ở đây nhá chúng ta sẽ có này, cái media là danh từ chính, còn tất cả cái phần từ chỗ shimbung đến chỗ eranai nó đang bổ nghĩa cho media, đúng không? Tức là cái phương tiện truyền thông mà nếu như không phải là một khung giờ nhất định thì không thể lấy được thông tin, như kiểu báo chí và tivi. Tức là gì? Tivi người ta phát nó sẽ phải có khung giờ, đúng không? Và báo chí cũng thế, phải làm đến cái giờ xuất bản, đến cái lúc xuất bản báo thì người ta mới có thể lấy được thông tin. Đó thì kotokotonari khác với nhá. Thì cái phần đầu tiên này chúng ta đọc ấy, nó sẽ chưa phải là cái nội dung chính, cái chủ đề chính đâu, đúng không? Cái chủ đề chính của chúng ta ấy sẽ là Internet tổ no joho á. Đó, thì chủ ngữ của câu này nó nằm cái từ Internet tổ no joho này. Cái gì khác với các cái phương tiện mà chúng ta vừa dịch ấy, thì là cái thông tin trên Internet. À, bây giờ chúng ta có thể đưa cái thông tin lên Internet lên trước, chúng ta dịch cái về mặt vừa xong ấy. Thông tin trên Internet thì khác với các cái phương tiện truyền thông, nếu không phải một khung giờ nhất định thì không thể lấy được thông tin, như kiểu TV và báo chí. Đó. Thì cái thông tin ở trên Internet ấy, 一般人が現場からリアルタイムで、リアルタイム、リアルタイム、tức là đúng lúc, đúng thời điểm. Hạt sinh để cái được tà mê. Mưu hên siêu no mà ma. Mưu hên siêu tức là không được edit lại, không được biên tập lại. Si cho xả ni, tổ đồ kê ra đây được. Si cho xả là người xem. Ba ai mồ ôi. Tức là cái thông tin ở trên internet ấy, bởi vì là có thể phát ra từ gọi là gọi là có thể phát ra này, ai phát ra? Ip bang jin, thì tức là mọi người bình thường ấy là có thể phát cái thông tin ở trên internet ra trong cái trạng thái là real time, tức là trực tiếp, đúng không? Đây chúng ta dịch từ liên thao là trực tiếp nhé, trong trạng thái trực tiếp từ hiện trường. Đó. Thì cái thông tin ở trên internet ấy là mọi người đều có thể phát tin ra, đúng không? Một cách trực tiếp từ hiện trường. Đó. Đó, vì cái lý do đó cho nên ấy là cũng có nhiều trường hợp, đúng không? Nó được gửi đến người xem trong cái trạng thái là chưa được biên tập lại, đúng không? Chưa được edit gì cả. Thì cái câu này chúng ta cũng có thể dịch từng chỗ đoạn dấu phẩy ra, và chúng ta xác định cái ra cái chủ ngữ chính của nó sẽ là cái internet no joho, và cái phần chính của câu ấy nó cũng nằm từ cái chỗ internet no joho đến chỗ ba mồ ôi. Thế còn cái phần đoạn trước ấy, tố cô tonari, nó chỉ là một cái phần phụ thôi, tức là nó đang so sánh với tivi và báo chí thì thấy cái thông tin trên internet là có sự khác. Nên là chúng ta sẽ dịch lại câu này nhé. Khác với các phương tiện truyền thông mà nếu không phải một khung giờ nhất định thì không thể lấy được thông tin. Đó. Chẳng hạn như báo và tivi. Đó. Thì khác với cái đài gì nữa. Thông tin trên internet vì
mọi người đều có thể đưa tin trực tiếp ngay từ hiện trường. Cho nên có nhiều trường hợp, có nhiều trường hợp gì, trường hợp thông tin đó, chúng ta có thể thêm cái phần này cho dễ hiểu thôi, tức là có nhiều trường hợp ý, là nó được gửi đến người gửi đến khán giả đó, trong trạng thái không được edit đó. Thì chính là cho nên có nhiều trường hợp ý, là thông tin được gửi đến khán giả trong trạng thái không được edit, thì chúng ta dùng từ tiếng Việt đi, không được biên soạn. Đó, ví dụ như là trên TV, trên báo chí thì người ta phải biên soạn, mất công biên soạn rất là nhiều mới ra được một cái bài báo, một cái chương trình TV. Nhưng mà trên Internet là người ta phát trực tiếp, cho nên là nhiều khi nó trong được gửi đến khán giả trong trạng thái là không được biên soạn gì cả. Sonotame Joho no Shitsu tối ưu tên nếu ạ. Cái từ này là nó là chữ thạch này, chữ ngọc này, chữ thạch này, chữ hỗn và chữ giao. Chúng ta đọc là Gyoku Sekikonko. Chúng ta viết lại cái đọc của từ này nhé, Gyoku Sekikonko. Gyoku này, Seki này, Konko. Đó, nếu như mà chúng ta nhìn vào từng chữ Hán ấy thì chúng ta sẽ hiểu là ngọc là cái quý đúng không, đá là cái không quý, cái bình thường, côn cô nó hỗn giao, tức là nó đang lẫn lộn, như kiểu là ngọc và đá nó lẫn lộn nhau, tức là cái quý giá và cái không có giá trị nó đang trộn lẫn vào nhau. Thì như tiếng Việt chúng ta có thể như kiểu là vàng thau lẫn lộn ấy, đúng không? Tức là cái quý và cái không quý nó lẫn lộn nhau. Đấy, thì tức là tối ưu tên đấy quá ạ, tức là khi mà người ta xét về cái mặt, về cái điểm, về là chất lượng của thông tin ấy, thì Gyoku Seki Konko de aru kotomo jijitsu, thì thực tế là nó đang là vàng thau lẫn lộn. Và Gyaku ni Shicho sa no literacy, literacy là khả năng đọc hiểu, khả năng nắm bắt, tức là mình đọc và mình phải hiểu được thông tin, mình biết đánh giá thông tin đó, nó gọi là cái literacy đó. Chúng ta dịch là khả năng đọc hiểu. Ngạ tame sarete mo iru wake da. Thì ở đây chúng ta có động từ tame sự là thử, tame sự chữ thí, tame sự đây đang được chia sang thể bị động đó, được thử đó. Thì chỗ này chúng ta dịch hai vế thôi. Vì vậy có cái thực tế là xét về mặt chất lượng thông tin ấy, thì vàng thau lẫn lộn, và nhưng mà ngược lại thì nó lại gọi là cái khả năng đọc hiểu thông tin của người người của khán giả ấy, nó sẽ được gọi là được thử nghiệm hoặc là như kiểu là được kiểm tra ấy. Thì chúng ta sẽ dịch lại câu này nhé. Vì thế có thực tế, là xét về mặt chất lượng thông tin thì vàng thau lẫn lộn, nhưng mà ngược lại thì trình độ đọc hiểu thông tin của khán giả lại được kiểm chứng. Chúng ta được kiểm tra hay nhé. Joho sâu xa, Joho thì là thông tin, còn sâu xa đây là thao tác, thì chúng ta hiểu là thao túng nhé. Joho sâu xa sarenai yo ni chiu ishite shusa sentaku sureba. Shusa siêu làm lấy, xạ là vứt, thì tức là như kiểu là siêu xạ sen tắc cử, tức là biết chọn lọc lấy cái gì, vứt bỏ đi cái gì. Thì cả cái chỗ đấy chúng ta có thể dịch luôn là nó là chọn lọc thôi là được. Aruki nagara de mo sekai no nama no chōhō ga sekaku ni erareru no de aru. Thì tức là
Nếu như nhé, chúng ta sẽ bỏ cái phần yoni này, chúng ta chưa dịch đâu. Yoni này là để, mẫu câu là vena yoni này, để không về. Thì nếu như ấy mà chúng ta biết chú ý lựa chọn để không bị thông tin thao túng, để không bị bị điều khiển đấy, thì cho dù là chúng ta đang đi bộ, chúng ta vẫn có thể lấy được thông tin gọi là sốt dẻo, đúng không? Nama tức là nó tươi sống ấy, đấy là những cái thông tin rất là nóng hổi, đúng không? Gọi là sốt dẻo trên toàn thế giới, đúng không? Chúng ta thấy cách đó nhé. Nếu chúng ta biết lựa chú ý, đúng không? Nếu chúng ta biết chú ý và lựa chọn để không bị thao túng thông tin, thì Arukinagaraimo, thì kể cả trong khi đang đi bộ vẫn có thể lấy được thông tin thông tin nóng hổi nhé, thông tin nóng hổi trên toàn thế giới một cách chính xác. Đấy. Và chim mừng nhạ Terebi no suy tai wa Ya mở hơi này Cô tổ nàn đồ đồ đấy. Chúng ta có từ suy tai, tức là sự suy yếu. Chữ Hán là chữ suy và chữ thoái. Suy tai, suy tai, suy thoái, suy yếu. Ya mở hơi này tức là bất khả kháng, là cái việc không thể tránh khỏi đấy. Thì câu này tức là gì? Cái sự suy yếu hoặc là suy thoái cũng được nhé, của báo chí và TV là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ, đúng không ạ? Có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì đó, tức là ý là gì? Nếu như ý mà chúng ta có thể đạt được một cái điều kiện là chúng ta biết lưu ý và chọn lọc thông tin để không bị cái thông tin đấy nó điều khiển, nó thao túng mình, đúng không? Thì chúng ta có thể vừa đi bộ và vừa lấy được thông tin sốt dẻo trên toàn thế giới. Đấy thì nếu như mà đạt được cái điều kiện đấy thì cái việc báo chí hay là tivi nó bị mất ưu thế, đúng không? Bởi vì người ta dùng thông tin trên internet, nó là cái điều không thể tránh. Chúng ta thể đọc lại cả bài dịch này một lượt nhé, không cần sửa chữ gì không. Khác với các phương tiện truyền thông mà nếu không phải một khung giờ nhất định thì không thể lấy được thông tin, chẳng hạn như báo và tivi. Thông tin trên internet vì mọi người đều có thể đưa tin trực tiếp ngay từ hiện trường, cho nên có nhiều trường hợp thông tin được gửi đến khán giả trong trạng thái không được biên soạn lại. Vì thế có thực tế là, chúng ta xem lại ở chỗ cho biên soạn nhé, cho hay. Vì thế có thực tế là xét về mặt chất lượng thông tin thì vàng thao lẫn lộn, nhưng mà ngược lại thì trình độ đọc hiểu thông tin của khán giả lại được kiểm chứng. Khán giả, khán giả lại được kiểm chứng. Nếu chúng ta biết chú ý và lựa chọn để không bị thao túng thông tin thì kể cả trong khi đang đi bộ vẫn có thể lấy được thông tin nóng hổi trên toàn thế giới một cách chính xác. Sự suy thoái của báo chí và tivi có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Thì câu hỏi ở đây của người ta là Hisawa wa internet no choho dono yoni toraite deru ka. Tác giả đang nắm bắt như thế nào về cái thông tin trên internet? Đấy thì nãy giờ chúng ta đọc rồi đúng không? Thông tin trên internet nó là cái thứ rất là tiện, đúng không? Chúng ta có thể vừa đi bộ mà cũng vừa có thể lấy được thông tin sốt dẻo. Nó có cái ưu thế là nó có thể truyền tin gọi là trực tiếp ở ngay hiện trường. Thế nhưng mà nó lại có một cái làm vấn đề là chúng ta phải biết lựa chọn thông tin để đọc. Để chúng ta sẽ tìm xem đáp án là đúng nhé. Naka ni wa ayashi jōhō mo ari shimbun ya terebi no hō ga shinrai dekiru. Tức là trong số đó, naka ni wa tức là trong số những cái thông tin trên internet ấy, thì cũng có những cái thông tin đáng nghi ngờ, ayashi. Và cái TV và báo chí thì có thể tin cậy hơn. Ở đây thì mình thấy là người ta không hề so sánh là cái thông tin ở trên báo với cả tivi thì nó đáng tin cậy hơn đâu, đúng không? Người ta không 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 nêu cái ý đấy. Người ta chỉ bảo là thông tin trên internet thì nó trong cái trạng thái không được edit mà gửi đến khán giả. Đó, thì cái chất lượng thông tin nó vàng thao lẫn lộn. Chứ ở đây người ta cũng chưa so sánh đến là thông tin trên tivi thì với cả báo chí thì đáng tin cậy hơn đâu.
À, vậy thì câu này chúng ta lại nói chưa đúng nhá, mình dịch lại cái câu này này. Là trong số đó nhá, thì chúng ta sẽ hiểu là trong số cái thông tin trên internet ấy. Trong các thông tin trên internet. Thì cũng có những thông tin đáng nghi ngờ. Và TV và báo chí thì đáng tin cậy hơn, thì có thể tin cậy hơn. Chúng ta thấy đây là có cái no hole ấy, là so sánh hơn đây. Đấy, câu số 2 này. Sen tak cự ni chiwi sureba ba shimbun ya terebi yori kachi ga aru to ieru. Tức là nếu như chúng ta biết gọi là chú ý đến việc lựa chọn thì có thể nói rằng là nó có giá trị hơn so với báo chí và tivi. Câu này chúng ta thấy đúng rồi đúng không? Tức là nếu như ấy chúng ta biết sử dụng thông tin internet một cách khôn ngoan khôn khéo và chúng ta sử dụng là chúng ta phải có cái sự chọn lọc đúng không? Đấy thì nó sẽ có những có thể nói là nó có giá trị hơn so với tivi và báo chí. Tại sao lại có giá trị hơn tivi báo chí? Bởi vì là tivi báo chí nó phải là một khung giờ nhất định thì chúng ta mới lấy được thông tin. Thế nhưng mà thông tin trên internet là chúng ta có thể lấy được một cách sốt dẻo, nóng hổi, trực tiếp ngay từ hiện trường. Đó, thì rõ ràng là cái giá trị thông tin nó sẽ đến, nó sẽ có giá trị hơn bởi vì nó kịp thời, nhanh chóng hơn. Chúng ta dịch lại câu này nhé. Nếu chú ý lựa chọn thì có thể nói rằng thông tin trên internet. Ở đây người ta không ghi cụ thể nhưng mà chúng ta có thể hiểu, bởi vì là câu hỏi của người ta là tác giả nắm bắt tác giả hiểu thông tin internet như thế nào, thì thông tin trên internet nó sẽ là cái chủ ngữ chính của các câu trả lời. Thông tin trên internet có giá trị hơn so với báo chí và tivi. Hãy câu số 3 này. Thì đáp án chúng ta đã chọn được là cái số 2 rồi. Thế là chúng ta chỉ đọc mấy câu đáp án sai để dịch nó ra thôi. Henshi wo tosanai tame shimbun ya terebi ni kurabe shitsu ga hikui to ieru. Bởi vì này là không được qua không không qua giai đoạn biên soạn chỉnh sửa lại ý. Nên là cái chất lượng thông tin ý là thấp so với báo chí và tivi. Vì không qua biên soạn lại cho nên có thể nói rằng thông tin trên internet có chất lượng thấp hơn báo chí và tivi. Chúng ta thấy cái này sai đúng không? Cũng giống như câu 1 ấy, người ta không có sự so sánh như là chất lượng thông tin nó thấp hơn ở trong bài, người ta không ghi đúng không? Chúng ta khi mà chúng ta chọn đáp án ấy, là chúng ta phải thật cẩn thận là trong bài người ta viết những thông tin gì thì chúng ta bám vào đúng những thông tin đó để chúng ta suy luận lựa chọn, chứ chúng ta không gọi là tự đưa ra những cái ý kiến chủ quan hay là suy nghĩ chủ quan của mình vào. Doko demo niushu dekiru toyu ten dake wa shimbun ya terebi yori suguretteru. Tức là nó chỉ ưu việt hơn so với tivi và báo chí ở cái điểm ý là có thể có được ở bất cứ đâu, có thể lấy được thông tin ở bất cứ đâu. Thì chúng ta dịch lại câu đấy nhé. Nó ưu việt hơn báo chí và tivi chỉ ở cái điểm là có thể lấy thông tin ở bất cứ đâu. Cái này là còn thiếu đấy đúng không? Không phải là chỉ là ở bất cứ đâu mà bất cứ thời điểm nào nữa, bởi vì là ở đây người ta có cái là riêng a được tham mự, người ta phát tin một cách trực tiếp. Đó. Thế thì tức là không phải là cái thông tin trên internet nó chỉ ưu việt hơn báo và tivi ở mỗi cái điểm đấy. Hay, để bài đọc của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.